À, xin, okay. xin chào. À, xin kính chào các anh chị, đồng xin kính chào các anh chị và các bạn đồng nghiệp ạ. Thì hôm nay nhóm Việt Nam Modern Pathology xin được giới thiệu bài giảng chẩn đoán mô bệnh học tuyến tiền liệt trên bệnh phẩm sinh kim của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Công Trung. À, hiện đang là giảng viên của bộ môn giải phẫu bệnh trường đại học Hà Nội, làm việc tại bệnh viện Đại Hà Nội, kiêm trưởng khoa giải phẫu bệnh bệnh viện E. À, xin mời anh Trung ạ. Ôi, cảm ơn Yến. Chào anh chị em. Rất là lâu lắm rồi mới có dịp để vào gặp gỡ mọi người trong cái trong modern pathology Việt Nam thì uh, thứ nhất là mình cũng uh, như bác sĩ Yên giới thiệu mình là trung giảng viên uh, trường đại học y Hà Nội và làm chuyên môn tại bệnh viện đại học y Hà Nội và bệnh viện E thì um, đây là lần thứ ba mà uh, tham gia cùng chương trình uh, chia sẻ những cái uh, uh, kiến thức về giải phẫu bệnh thì hôm nay thì uh, xin uh, chia sẻ với các anh chị em đồng nghiệp về một cái chủ đề cũng khá là thường gặp trong uh, trong uh, công việc hàng ngày giải phẫu bệnh, đấy là bệnh chẩn đoán ung uh, thư tuyến tiền liệt trên uh, bệnh phẩm sinh thiết kim. Thì thực ra mà nói thì là uh, trước hết là đây thì không phải là một uh, bài giảng chính thức, chỉ là xin chia sẻ với các anh chị một chút uh, về thực hành chẩn đoán cũng như một số cái đặc thù riêng mà khoa giải phẫu bệnh bệnh viện E đã thực hành chẩn đoán trên ung thư tuyến tiền liệt. Thế còn rất nhiều anh chị em ở đây thì vì không biết được là mọi người đã công tác lâu và có nhiều kinh nghiệm trong 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 giải phẫu bệnh hay chưa mà chắc chắn có những người cũng đã có nhiều kinh nghiệm rồi, có những người cũng sẽ là mới bắt đầu thì uh, trung cũng không biết được là đối tượng uh, của các anh chị chủ yếu là gì cho nên không uh, sẽ có trong cái nội dung trao đổi hôm nay sẽ có những cái mà nó cũng khá là cơ bản có thể là các anh chị sẽ thấy là uh, uh, đã biết rồi chẳng hạn có nhiều kinh nghiệm rồi thì cũng xin uh, xin phép được bỏ qua và tiếp cận của trung là uh, giới thiệu những cái gì chung nhất thôi Ờ, nếu như mà một ngày nào đấy mà nếu như mà uh, có những cái mọi người yêu cầu và có những cái bài giảng đặc thù riêng chuyên sâu riêng cho chẩn uh, đoán ung thư tuyến tiền liệt thì chắc Còn, là cảm ơn Thế thì uh, tóm lại là cái nội dung hôm nay sẽ là một cái tiếp cận khá là tổng quan uh, và không không đi quá sâu uh, thì uh, bắt đầu thì trước hết thì là uh, các cái phần uh, mà trung muốn giới thiệu với mọi người hôm nay sẽ gồm là nhắc lại một chút về giải phẫu và mô học thì sau đấy là mình lướt qua một chút về các cái phương pháp mà giờ để tiếp cận chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt hiện nay và một cái tiếp theo là cái nội dung chính đấy là cái các cái mẫu mô học cũng như là thang điểm Gleason và đánh giá cái thang điểm Gleason cũng như phân nhóm theo IASAP uh, trên bệnh phẩm sinh thiết kim uh, ung thư tuyến tiền liệt và một số cái tổn thương lành tính mà mình thường gặp đôi khi dẫn đến những cái chẩn đoán mà gây khó khăn trong việc chẩn đoán và có thể là gây chẩn đoán nhầm với ung thư tuyến uh, tiền liệt và cuối cùng là một số cái và tiếp theo là một số cái đặc điểm mô bệnh học mà mình cần phải chú ý vì nó là ảnh hưởng đến cái tiên lượng của bệnh nhân cũng như là việc lựa có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn điều trị cũng như theo dõi. Cuối cùng là Trung xin giới thiệu uh, cái quá trình xử lý, uh, đánh giá và cái mẫu phong kết quả mà thực hiện chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt trên bệnh phẩm sinh thiết kim 12 co uh, tại Bệnh viện E. Từ chiều từ ống là rồi. <laughs> thứ nhất là tuyến tiền liệt ở đâu thì tuyến tiền liệt thì là một cơ quan của uh, cơ quan uh, tiết niệu sinh dục của nam đúng không và nhiệm vụ là uh, tạo ra cái tinh dịch thế thì uh, tuyến tiền liệt nó sẽ ôm từ cái cổ bàng quang và ôm quanh uh, từ cổ bàng quang ôm quanh lên một đảo đấy và Uh, trong này thì sẽ có cái uh, tiếp uh, chứa cái ống dẫn tinh sau đấy thì niệu đạo sẽ dẫn qua uh, tuyến tiền liệt và kết hợp với ống dẫn tinh để đi ra uh, ngoài dương vật thế thì vị trí của của tuyến tiền liệt như thế này thế thì đằng sau của nó là gì là trực tràng vì vậy cho nên là trên thực hành uh, chẩn đoán cũng như là uh, phương thức cái tiếp cận uh, sinh thiết của uh, thăm khám cũng sinh thiết của tuyến tiền liệt thì người ta có thể là bao giờ cũng phải thăm khám trực tràng để mà đánh giá xem kích thước tuyến tiền liệt. Hiện nay thì các cái phương phương tiện mà uh, siêu âm rồi chẩn đoán hình ảnh có thể đánh giá rất là chi tiết các cái uh, hình thái rồi kích thước rồi tổn thương khối của tuyến tiền liệt. Nhưng mà về mặt lâm sàng thì uh, khám trực tràng là một cái phương pháp cần thiết để đánh giá tuyến tiền liệt tiền liệt vì ngay sau thành trước của trực tràng đấy là là thành sau của cái phía sau của tuyến tiền liệt và có một cái đây là uh, cái cái thành thực trực tràng nó sát với tuyến tiền liệt vì thế cho nên là người ta có thể sinh thiết thực hiện sinh thiết qua uh, đường trực tràng thì khi người ta đưa một cái đầu dò vào đây và À, có thể bắn kim qua thành trực tràng để mà vào uh, tiếp cận uh, sinh tiết tuyến tiền liệt. <laughs> Thế về mặt giải phẫu sâu và uh, thì uh, Trung xin phép không được không 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 giới thiệu. Thế tuyến tiền liệt cái mô học của tuyến tiền liệt là gì? Vì, uh, anh luôn. Thì người ta sẽ chia uh, cái tuyến tiền liệt dựa vào cái cấu trúc. Đấy, dựa vào cái cấu trúc mô học thì người ta sẽ chia tuyến tiền liệt thành 3 phần chính thứ nhất là cái phần uh, chuyển tiếp phần chuyển tiếp là phần mà bao quanh gần với cái ống niệu đạo đây đấy, thì đấy là phần chuyển tiếp còn phía trên này là phần trung tâm đấy, và phía ngoài này đấy, phía ngoài của cái sát với vỏ sơ và phía bên ngoài của cái phần uh, chuyển tiếp đấy là phần trung gian vì sao người ta chia như vậy? Tại vì cái đặc điểm cấu lát nữa Trung địa chỉ trên hình ảnh uh, mô học thì cái cấu trúc của cái tuyến tiền liệt nó sẽ khác nhau uh, tùy theo những cái vùng mô học khác nhau và phân như thế nữa thì cũng cũng giúp cho mình là trong quá trình đánh giá thì mình sẽ nhận định thường thông thường những cái ung thư tuyến tiền liệt nó sẽ xuất phát từ cái vùng ngoại vi này còn cái vùng trung tâm này thì thường là ảnh hưởng uh, của các cái khối tăng sản nhiều hơn người ta mình hay gọi là gì tăng sản nốt tuyến tiền liệt đấy vì thế cho nên trong quá trình uh, trong quá trình mình ví dụ như là um, mình điều trị cái khối, uh, đối với các cái khối mà nằm ở trung tâm thì việc mà sinh thiết qua đường nội qua đường nội soi qua niệu đạo này thì có thể là sẽ không lấy được cái vùng ngoại vi và có thể là sẽ bỏ sót những cái tổn thương ngoại vi là tổn thương ung thư trong khi đấy là các cái tổn thương ở trung tâm thì thường là tổn thương uh, các cái bệnh lý quá sản lành tính và khi mà cắt ngang qua một cái uh, đây là một cái khối tuyến tiền liệt mà cắt bỏ hoàn toàn và cố định đây thì cắt ngang của mình sẽ thấy là ở trung tâm đây là sẽ có cái uh, niệu đạo và đây có cái núm niệu đạo đây và đây là vùng uh, chuyển tiếp Đấy. trước này thì sẽ có một cái khối cơ và sơ để bám vào cái phần xương mu ừ. và đây là vùng ngoại vi phía trên nữa thì mình mới thấy được cái phần uh, trung tâm của cái tuyến tiền liệt với lát cát này thì mình không thể mình không đánh giá được cái phần trung tâm thế thì tuyến tiền liệt nếu như trên vi thể thì các anh chị có thể thấy là gì nó sẽ dạng là tuyến trùng nang ở trong ở trong nó là các cái lớp hàng tế bào biểu mô và tựa trên một cái lớp tế bào đáy ở phía dưới Đấy. và thường là gì các cái uh, lòng tuyến này sẽ là gì sẽ là có cái góc cạnh Đấy, góc cạnh và có thể là có tạo những cái nhú ở trong lòng Đấy, thì uh, tùy theo những cái vùng uh, tuyến tiền liệt khác nhau mà cái cấu trúc tuyến này nó cũng khác nhau thì ở đây các anh chị có thể thấy là gì cái tuyến mà hình như hoa khế ở đây và thường là gì các cái tuyến nó sẽ tập trung vào với nhau tạo thành một cụm và ranh giới giữa các cái cụm này thế khá là rõ cái đấy thì điều uh, lát nữa thì trong cái bệnh lý ung thư thì uh, mình có thể thấy được là khi mà khi nào thì còn cấu trúc tiểu thùy và khi nào thì cái là hình ảnh xâm nhập về cơ bản mà nói ấy, thì là một cái tuyến tiền liệt nếu như mà là tuyến lành tính thì phải đảm bảo là gì phía trên là có tế bào biểu mô Đấy, và phía dưới là uh, lớp hàng tế bào đáy, lớp tế bào đáy Đấy, và trong lòng này là chứa các cái chất tiết thì mỗi cái phần của uh, khác nhau của cái tuyến tiền liệt ấy, thì sẽ có cái cấu trúc mô học khác nhau ví dụ như ở đây là các anh chị thấy thấy là gì ở vùng trung tâm Đấy, vùng trung tâm thì các cái tuyến nó lòng nó rộng và có các cái nhiều uh, các cái nhú lồi vào trong lòng ống đây. Và cái tính chất tiểu thùy cái tiểu thùy của nó rất là rõ. Thế còn vùng ngoại vi là gì? Vì sao vùng ngoại vi ở đây đây là vỏ tuyến tiền liệt, đây là vỏ sơ của tuyến tiền liệt. Thì cái vùng ngoại vi của nó cùng uh, ngoại vi của tuyến tiền liệt thì cái xu hướng tuyến nó không tạo thành những cái cụm tròn giống như là trong trung tâm và nó có xu hướng là nằm ngang và tiếp giống như là tiếp tuyến với cái bờ ngoại vi của cái tuyến tiền liệt thì đấy là một có thể mình nhận định được trên uh, mô học để xem là uh, cấu trúc của cái tuyến nó nằm ở vùng nào ngoài ra cái vùng ngoại vi nó có thể các cái tuyến giãn rộng và uh, cái bờ biểu mô của nó rất thấp cái này đôi khi nếu như mà uh, mình chẩn đoán có thể là nó rất là thường gặp nhưng nếu như mà ở trong cái vùng trung tâm thì ở đây có thể mình nói là teo nhưng mà cái vùng ngoại vi nó có thể gặp những cái tuyến bình thường như thế này và đây là gì đây là uh, các cái vùng uh, chuyển tiếp thì cấu trúc tuyến nó có thưa hơn và không cái 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 cấu trúc tiểu thùy mà lòng ống giãn rộng thì không thấy rõ như là trong cái vùng của trung tâm. Thì đấy là một số nét chính của cái uh, mô học của của tuyến tiền liệt bình thường nói chung là mình sẽ thấy cấu trúc thùy, thứ hai nữa là uh, các cái lòng ống uh, cấu trúc tuyến nang và tế bào biểu mô tạo thành các cái nhú. Ờ, lồi vào trong cái lòng nang và uh, có lớp hàng biểu mụ ở trong và lớp tế bào đáy ở phía ngoài. Thế thì trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt thì người ta trên thực tế thì người ta uh, dựa vào cái gì? thì tất nhiên là bao giờ thì cũng phải sẽ là các cái dấu hiệu về lâm sàng. Đấy, thì nhưng mà hầu như là không đặc hiệu. bệnh nhân có thể là gì tiểu bút, tiểu rát hoặc bí đái, vân vân thậm chí là tiểu máu. Đấy, và khi thăm khám khi uh, thăm dò cái để định hướng chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt thì bao giờ người ta cũng xét nghiệm cái PSA là cái cái dấu uh, dấu ấn sinh học quan trọng của ung thư tuyến uh, của tuyến của của, của tuyến tiền liệt. Và thường là trên 4 thì người ta sẽ nghi ngờ và trên 10 thì nguy cơ rất là cao. Uh, tiếp theo là các cái phương tiện về chẩn đoán hình ảnh. Hiện nay thì siêu âm uh, và đặc biệt là em rai thì có thể là uh, giúp cho phân loại các cái tổn thương và phân tầng nguy cơ là để đánh giá xem là nguy cơ ác tính thì các cái các cái uh, hình ảnh trên cộng hưởng từ là rất là quan trọng. Khi một cái tổn thương mà nghi ngờ đối với ung thư tuyến tiền liệt rồi thì cái việc chẩn đoán mô bệnh học là rất là quan trọng. Thì khi đấy thì các cái phương pháp mà tiếp cận để có bệnh phẩm mô bệnh học là gì? là thứ nhất là người ta sinh thiết kim thì hiện nay thì khá là phổ biến là sinh thiết kim uh, qua đường trực tràng và, và có thể là sinh thiết kim vào tầng sinh môn và thông thường là sinh thiết kim 12 lõi. Trước đây người ta có thể sinh thiết 6 lõi. Nhưng mà hiện nay thì 6 lõi thì đã cho thấy là cái tỷ lệ mà mình bỏ sót uh, cái ung thư tuyến tiền liệt là cao và kim uh, 12 lõi là cái phương pháp mà được lựa chọn phổ biến hiện nay. Ngoài ra thì ung thư tuyến tiền liệt có thể được thực hiện qua các cái phương pháp phẫu thuật nội soi. Đấy, có một, một số cơ sở mà không thực hiện được sinh thiết kim hoặc là những cái bệnh nhân có nguy cơ uh, phương tiện hoặc là phương tiện không 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 đáp ứng được trong việc sinh thiết kim thì phẫu thuật qua nội soi, đồng thời giải quyết triệu chứng nhưng cũng có thể là gì là phương tiện để mình đồng thời là chẩn đoán. Tất nhiên là phẫu thuật nội soi qua đường niệu đạo thì như các anh chị biết là chung uh, trung đã giới thiệu lúc nãy thì ung thư tuyến tiền liệt thường là ở vùng ngoại vi trong khi đấy là bệnh phẩm phẫu thuật nội soi qua đường niệu đạo thì mình phải tiếp cận từ trung tâm cho nên là nguy cơ có thể bỏ sót những cái tổn thương ở, ở vùng ngoại vi mà chưa lan đến trung tâm. Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt thì là một cái phẫu thuật nặng nề và để lại những cái uh, ảnh hưởng đến sinh lý chỗ của bệnh nhân cho nên là thông thường hiện nay thì trừ khi là đã chẩn đoán được xác định là uh, ung thư tuyến tiền liệt còn không thì uh, hoặc là bệnh nhân có bằng chứng di căn ở đâu đấy uh, còn không thì 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 phẫu thuật triệt căn mà chỉ để chẩn đoán thì hầu như là không áp dụng. thì vậy ung thư tuyến tiền liệt Đấy thì trong ung thư tuyến tiền liệt thì thứ nhất là cái tổn thương ung thư là ung thư biểu mô và xuất phát từ các cái tế bào uh, biểu mô của uh, tuyến tiền liệt chứ không phải là xuất phát từ tế bào mô đệm hoặc là xuất phát từ uh, các thành phần khác trong tuyến tiền liệt tại vì là ung thư mà xuất phát từ tuyến tiền liệt có thể là gì có thể là thậm chí là lympho có thể là uh, một số loại sắc ôm vân vân thì những đấy thì trong ung thư tuyến tiền liệt ở đây thì mình mặc nhiên đấy là ung thư xuất phát từ biểu mô của tuyến tiền liệt và khi đánh giá cấu trúc mô học thì có những cái dấu ấn rất là giá trị một số cái dấu ấn giá trị cho chẩn đoán uh, ung thư tuyến tiền liệt đấy là gì khi mà mình thấy tăng sinh các cái cấu trúc ống tuyến đấy và có những cái cấu trúc gọi là uh, mucinous fibroplasia cái từ này uh, dịch tiếng Việt thì hơi hơi khó cho nên mình cứ dùng cái thuật ngữ của nó thì đây đại thể là trên này nó có những cái cấu trúc như thế này. Đấy, cái cấu trúc hình cầu hoặc oval và uh, có những cái giải tế bào hình thoi xen giữa cái mô đệm dạng hyaline như này. Đấy, thì đấy là là những cái hình ảnh này thì rất là khá là đặc hiệu cho uh, ung thư biểu mô tuyến tiền liệt hoặc là đi như thế này các anh chị thấy là những cái cầu sơ như thế này thì đấy là một trong những dấu hiệu mà đặc trưng của ung thư tuyến tiền liệt. Đặc điểm vi thể thứ hai ấy, là uh, các cái uh, gọi gọi là tăng sinh các cái cấu trúc tuyến mà có hình ảnh uh, glomeruloid thì đây cũng là dấu hiệu đặc trưng thì các thầy các anh chị thấy đây là một cái tuyến đấy. tăng sinh cấu trúc tuyến với mật độ cao đấy. và uh, ở trong các cái lòng tuyến này các anh chị sẽ thấy là cấu trúc của như là cuộn mau mạch của cầu thận này thế thì cái hình ảnh này là hình ảnh rất là đặc trưng cho ung thư tuyến tiền liệt đấy là đặc điểm thứ hai đặc điểm thứ ba là hình ảnh xâm nhập quanh thần kinh thì khi mà các cái cầu mình quan sát thấy là các cái cấu trúc của tuyến mà vây quanh các cái sợi thần kinh như này sát xâm lấn sát với cái uh, sợi thần kinh ngoại vi này thì đấy là gì đấy là đặc điểm xâm nhập quanh thần kinh và là đặc điểm đặc trưng gần như là để chẩn đoán xác định được là ung thư biểu mô tuyến tiền liệt vậy khi là mình có là gì cái uh, mucinus fibroblasia khi có glomeruloid và xâm nhập quanh thần kinh thì đấy là những cái dấu hiệu rất rất giá trị cho chẩn đoán ung thư tuyến liệt trên bệnh phẩm sinh thiết kỳ một số hình ảnh gợi ý đấy là tăng sinh các cái cấu trúc tuyến mà có chất nhầy xanh phía trong thì đây là một trong những hình ảnh gợi ý rất là quan trọng Tất nhiên là trên này thì mình sẽ thấy là gì? Các cái cấu trúc này tăng sinh và nó có xu hướng lan tỏa hay là xu hướng xâm lấn, xâm nhập. Đấy là một rồi. Nhưng mà khi những trên sinh tiết kim đôi khi mình chỉ thấy được những cái đường kim nó đi qua những cái ổ tuyến riêng lẻ thế này. Chứ không thể thấy được một cái dải co dài như thế này. Và mình thấy những các cái cấu trúc tuyến mà có hình ảnh chất nhầy xanh như thế này thì rất là giá trị cho trần đoán uh, ung thư tuyến tiền liệt một cái đặc điểm gợi ý quan trọng nữa đấy là các cái cấu trúc tinh thể các cái cấu trúc tinh thể trong lòng của tuyến tiền liệt thường là màu hồng hoặc là màu đỏ thì đây là dấu hiệu mà gợi ý uh, quan trọng trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt nhưng mà uh, dấu hiệu chất nhầy xanh và dấu hiệu uh, dấu hiệu các cái tinh thể trong lòng ống thì nó không phải là là tiêu chuẩn quyết định quan trọng tại vì một số cái uh, tổn thương như là quá sản hay là uh, teo bán phần vẫn nó có thể có thể hình ảnh uh, chất nhầy xanh hoặc là trong quá sản vẫn có thể có những cái cấu trúc tinh thể nhưng mà đấy là những cái dấu hiệu gợi ý. Thế thì trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt thì Uh, về mặt sinh tiết kim thì bao giờ mình cũng cần phải đánh giá là gì vật kính trên thực hành thì phải đánh giá ở vật kính nhỏ trước không bao giờ đi đánh giá uh, chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt trên uh, mô học mà mình sử dụng vật kính lớn bao giờ mình cần là quét qua cái uh, vật kính nhỏ nhất thứ nhất là để đánh giá cái cấu trúc và sau đấy mới là sử dụng vật kính cao để mà đánh giá các cái tiêu chuẩn về tế bào thì trong ung thư tuyến tiền liệt thì người ta chia thành có những cái dấu hiệu gợi ý mạnh và có những cái dấu hiệu phụ thì những cái dấu hiệu mà gợi ý tiêu chuẩn chính thì có tiêu chuẩn về cấu trúc và tiêu chuẩn về uh, tế bào học thì tiêu chuẩn về cấu trúc là những cái uh, cấu trúc tuyến tăng sinh cấu cấu trúc tuyến nhỏ và có tính chất xâm nhập Đấy. thứ hai nữa là uh, khó quan sát không quan sát thấy cái hình ảnh tế bào đáy thực ra mà để trên uh, nhuộm HE đôi khi để khẳng định được không có tế bào đáy là rất là khó tại vì là uh, qua kỹ thuật nhuộm xử lý có thể hình ảnh của tế bào đáy thì nó có nhưng mà mình không nó không hiện trên cái nhuộm HE mà cần phải là gì cũng cần phải hóa mô miễn dịch mới có thể uh, mới có thể cần hóa mô miễn dịch mới có thể nhận biết được là khẳng định là nó có vắng mặt cái tế bào đáy hay không và một cái tiêu chuẩn trong cấu trúc nữa là cấu trúc dạng sàng cấu trúc dạng sàng mà với cái kích thước lan tỏa lớn thì đấy cũng là dấu hiệu và gợi ý cho ung thư tuyến tiền liệt còn single cell layer này thực ra là uh, nó vẫn là để chỉ là chỉ có một lớp tế bào biểu mô và vắng mặt của tế bào đáy còn tiêu chuẩn về tế bào thì mình phải lúc này mới sử dụng cái vật kính lớn đấy là gì đấy là nhân tế bào lớn và có hạt nhân rõ so với cái cấu trúc mà so với cái tế bào uh, bình thường lành tính của mô tuyến tiền liệt bên cạnh các cái tiêu chuẩn phụ thì là như trung chỉ lúc nãy đấy là uh, các cái uh, chất nhảy xanh này rồi uh, các cái tinh thể đấy, và một và... một một số cái đặc điểm khác như là như là uh, cái bao tường mà ưa ba giờ đấy. thì đấy là một số cái cái tiêu chí mà các anh chị có thể tham khảo nhưng mà không phải những không phải là khi nào mình có thể dựa vào một tiêu chuẩn để mình chẩn đoán mà bao dưỡng phải dựa vào nhiều tiêu chuẩn khác nhau để mà mình uh, phối hợp để chẩn đoán là khẳng định một cái ung thư tuyến tiền liệt trên HE Thế khi chẩn đoán mà ung thư tuyến tiền liệt rồi trên sinh thiết kim mình có thể chẩn đoán là khẳng định là ung thư tuyến tiền liệt rồi thì công việc tiếp theo đấy là trong ung thư tuyến tiền liệt thì phải đánh giá độ mô học thông qua cái thang điểm Gleason thì thang điểm Gleason này thì được ông Gleason xây dựng từ năm 1966 thì ông ấy dựa trên một cái nghiên cứu dựa trên khoảng 5.000 bệnh nhân và đánh giá cái cấu trúc mô học ở trong đấy trong các cái uh, bệnh phẩm thì uh, cái nghiên cứu là rút ra là gì cái việc tiên lượng thứ nhất là cái hình ảnh hình thái mô mô bệnh học của cái ung thư tuyến tiền liệt rất rất là đa dạng nhiều mẫu mô học khác nhau và cái 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 việc mẫu mô học nội trội nó ảnh hưởng đến rất nhiều đến cái tiên lượng của bệnh nhân thì đây là những cái phát thảo uh, Đầu tiên trong cái uh, Của ông Gleason Trong đánh giá các cái mẫu uh, Mô học Của, tuyển, của ông Thư Thuyền Thị Liệt thế cái, 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 cái thang điện Gleason này thì cũng đã trải qua Rất là nhiều uh, Cái thay đổi Và các cái mốc quan trọng nhất là năm 2005 Và 2014 Thì cho đến nay là mình sử dụng Cái uh, cập nhật là 2014 về đánh giá điểm người listen, và nó cũng có đã có những cái thay đổi nhất định thì uh, hiện nay thì là gì những cái tuyến cấu trúc thứ nhất là uh, các cái tuyến mà rất rất là đồng đều ấy, và nhỏ là cái mẫu một và cái kích thước cũng uh, thứ nhất là từ mẫu 1 đến mẫu 3 là các anh chị sẽ thấy là các cái tuyến nó rời rạc và không tách biệt nhau bởi mô điểm chứ không có hiện tượng là gì các cái tuyến hòa nhập với nhau đấy là từ mẫu 1 đến mẫu 3 với mẫu điểm số 1 với số 2 này thì giờ hiện tại hiện tại là sinh thiết kim thì không bao giờ được không bao giờ đánh giá là mẫu 1 và mẫu 2 tại vì cái việc đánh giá này đưa đưa đến cái không đồng, không đồng thuận rất là cao và thứ hai nữa nó lại không ảnh hưởng nhiều đến cái câu chuyện tiên lượng thế thì từ thấp nhất trong cái thang điểm cái mẫu Gleason điểm Gleason đấy là ba điểm là đảm bảo là các cái tuyến rời ra rời ra và lòng ống tuyến rõ thì đấy là cấu trúc 3 thế còn cấu trúc 1 và cấu trúc 2 thì vì sao người ta bỏ đi tại vì khi cứ ba ông mà ngồi với nhau thì rất khó ông thì bảo là một ông thì bảo là hai ông thì bảo là ba trong khi đấy là gì trong khi đấy thì nó lại ảnh hưởng đến cái việc tiên lượng là không có sự khác biệt đồng thời rất nhiều các cái mẫu 1, mẫu 2 mà mình đánh giá trên sinh tiết thì nó sẽ trồng lấp là với lại những cái tổn thương tăng sinh tuyến không điển hình đặc biệt là nhầm lẫn với các cái adenosis cho nên là hiện nay đối với sinh tiết kim ấy, thì không đánh giá là điểm số 1, điểm 1 và điểm 2 mà chỉ sử dụng từ 3 điểm trở lên thì từ 3 điểm trở lên thì thế nào là ba thế nào là 4 thế nào là 5 thì lát nữa sẽ trong từng cái ví dụ cụ thể uh, mình sẽ uh, quan sát trên cái hình ảnh HE. Thế đây, đây thang điểm 3 điểm là gì? 3 điểm là khi mà các tuyến nó tăng sinh các cái cấu trúc tuyến mà thường là kích thước là khá là đồng đều nhau và tách biệt tách biệt các cái tuyến rất là tách biệt bởi mô đệm ở giữa tách biệt với mô điểm ở giữa và có lòng ống rõ đấy, thì đấy là gì đấy là mẫu 3 và đây nữa thì các anh chị cũng thể sẽ thấy là gì giữa các tuyến dù kích thước nó có hơi khác nhau đấy nhưng mà gì các cái tuyến vẫn cách điểm, cách biệt nhau với mô điểm như thế này đấy, và có lòng ống thì đấy là mẫu 3 một số cái hình ảnh như thế này mình có thể bảo là à, cái này không có lòng ống và có xu hướng có xu hướng là gì như là các cái tuyến hợp lại với nhau nhưng mà đây là một cái lát cắt này còn mình cắt sâu xuống thì có thể là mình sẽ dẫn đến có có thể là gì làm rõ lên cái lòng ống này ở đây là vẫn là cấu trúc của ba uh, điểm đây thì các anh chị sẽ thấy là các cái cấu trúc uh, ống tuyến nó tăng sinh và hình ảnh này là hình ảnh xâm nhập ở đây một cái uh, cấu trúc tuyến lành tính một cái tuyến lành tính ở đây đấy, đây nữa và các cái ống tuyến này tăng sinh này nó đấy xen kẽ giữa các cái cấu trúc tuyến lành tính thì đấy là hình ảnh xâm nhập và nó trải dài là khá rộng chứ không phải giới hạn ở trong một cái tiểu thùy thì đấy với những cái cấu trúc tuyến nhỏ này mà giới hạn nó có thể tạo thành cấu trúc ranh giới rất là rõ mà không xâm nhập thì cái chuyện adenosis là vẫn có thể phải đặt ra và um, một cái đặc điểm quan trọng nữa mà lúc nãy có thể là uh, bỏ qua chưa nói các anh chị đấy là cái cấu trúc cái bờ của ấy, tuyến ở trong này này thì đối với cấu trúc tuyến mà uh, Gleason 3 ấy, thì khi mà cái mình sẽ quan sát thấy là cái bờ cái bờ bờ bào tương của cái lòng ống này nó sẽ rất là sắc và gọn thì đấy là đặc điểm mà gợi ý cho tổn thương ung thư nó khác với cấu trúc tuyến ở trong uh, theo bán phần hoặc là trong quá sản thì cái bờ của nó sẽ là nhấp nhô và có thể là cái uh, nhấp nhô và hoặc là uốn lượn nhưng mà trong cái tuyến mà Gleason 3 thì cái bờ của tuyến nó rất là, là sắc nét thì đấy là đặc điểm cũng là gợi ý của ung thư ví dụ đây chẳng hạn thì các anh chị thấy cái bờ này nó rất là sắc rất là sắc không phải là nhấp nhô hoặc là mờ nhạt như trong cái uh, tổn thương teo hoặc là quá sản Thì đây là một cái hình ảnh mà uh, Các cái tuyến rời rạc Đây thì có thể là gì Quan sát thấy là uh, tuyến nó kích thước không đều nhau Nhưng mà ở đây thì Mình có thể, thể quan sát thấy lòng ống Và giữa các tuyến này có ngăn cách Một số tuyến uh, như thế này Đấy. Thế thì liệu đây là ba hay là 4 Vì cấu trúc mà lòng tuyến mà không rõ Thì mình Đấy là những cái tuyến mà Gleason 4 nhưng mà đây là cái việc mà khi mà mình cắt qua một cái mặt cắt đấy thì cái việc lòng ống nó chưa bộc lộ ra à, vì vậy cho nên trong chẩn đoán là sinh thiết kim ấy, thì tối thiểu mình phải lấy được hai cái lát cắt khác nhau và trong trường hợp nghi ngờ thì mình có thể là gì nghi ngờ trong việc chẩn đoán nghi ngờ trong việc khó khăn trong đánh giá Gleason thì mình phải cắt sâu thêm nhiều lát nữa để đánh giá xem là cái cấu trúc lòng ống nó như thế nào để phân định cái điểm Gleason đây cũng là một cấu trúc tuyến uh, tách biệt, rõ. Lòng tuyến thì kích thước lớn và có thể là gì hình dạng nó là phức tạp nhưng mà lòng ống rõ và đây có cái, cái uh, hình ảnh tinh thể. Đây cũng là một cái cấu trúc tuyến của Gleason 3. Tiếp theo là mẫu Gleason 4. Gleason 4 thì là gì? người ly sân bốn là các cái cấu trúc tuyến không điển hình không điển hình nghĩa là các cái lòng tuyến nó không rõ mặc dù xu hướng nhân nó có có xu hướng quây quần thành cấu trúc tuyến đấy. thì đây là những cái hình ảnh mà uh, gọi là um, cấu trúc tuyến không điển hình cái lòng ống nó không rõ đấy nhưng mà các anh chị sẽ thấy là gì sẽ thấy là xu hướng nó vẫn là tạo thành các cái uh, cụm tuyến hay là gợi lại hình ảnh của tuyến đấy tất nhiên là ngoài ra thì có thì có những trụ tuyến lòng ống rất là rõ. Thì đây là hình ảnh có cái tuyến không điển hình của Gleason 4. Đấy và đây là một một đám này chẳng hạn. Đấy, thì mình có thể thấy là các cái các cái nhân có xu hướng là quây quần thành tuyến nhưng mà nó không tạo được cái cấu trúc lòng ống tuyến thì đấy là cấu trúc của Gleason 4. Hoặc là cấu trúc tuyến hợp nhất. Đấy, thì là các cái cấu trúc tuyến mà Ờ, nối từ tuyến này sang tuyến kia Và ranh giới không rõ Thì đấy là hình ảnh hợp nhất tuyến đây Các anh chị thấy là gì Lòng của ống tuyến này Nối với cái lòng của ổng tuyến khác đây. Đấy là cấu trúc hợp nhất Đây là hình ảnh Một cái hình ảnh của hợp nhất tuyến Đây là giữa các cái tuyến này Không có cái mô đệm Giống như là Giống đây Xin lỗi đây là Gleason 3 đấy, có có cái ranh bờ ranh giới rõ nhưng mà ở đây các anh chị sẽ thấy là gì không có các cái cấu trúc không, có cái mô điện sơ để ngăn cách giữa các cái cấu trúc tuyến thì đấy là cấu trúc tuyến hợp nhất một dạng tiếp theo của uh, Gleason 4 đây là cấu trúc dạng sàn cấu trúc dạng sàng là gì cấu trúc lạng sàng là một cái đám tuyến mà uh, tạo thành hình ảnh các cái lỗ lỗ sàng như thế này Đấy, và không với điều kiện là không có ngăn cách mô điểm ở đây Đấy. thì đây là cấu trúc dạng sàng thì nó giống rất là nhiều dạng sàng nếu các anh chị học trong dạy phẫu bệnh rồi thì không, không cần Uh, đấy là tạo thành những cái khoảng trống xen kẽ giữa các cái dây tế bào biểu mô như thế này thì đấy là gọi cấu trúc dạng sàng đây nữa đây cũng là cấu trúc dạng sàng giữa các cái dây tế bào biểu mô và nối nhau tạo thành các cái uh, lỗ sáng như thế này đấy, khoảng trống sáng như thế này thì đấy là cấu trúc dạng sàng và cấu trúc dạng sàng này là 4 nhưng mà những cái nghiên cứu gần đây ý, thì người ta đã chứng minh là khi mà có cấu trúc dạng sàng mặc dù là Gleason 4 nhưng mà cái tiên lượng là kém hơn Đấy, so với không có mặt cấu trúc dạng sàng đều là Gleason 4. Vì vậy cho nên là um, khi mà có Gleason 4 thì cái việc mà nhận định có cấu trúc dạng sàng hay không và cần phải ghi vào report là rất là quan trọng vì đã chứng minh được là có cấu trúc dạng sàng thì ảnh hưởng đến cái, cái mặt tiên lượng của bệnh nhân. hình ảnh tiếp theo đấy là hình ảnh uh, glomeruloid tức là mình thấy là một cái bờ một cái cấu trúc tuyến ở phía rộng như thế này ở ngoài là lớp biểu mô và ở trong này lại có một cái cuộn tế bào biểu mô dính sát với dính với lại uh, dính với lại uh, cái bờ tế bào biểu mô bên ngoài và thường là quy định là dưới một phần một phần ba của cái cái bờ tiếp xúc này dưới 1 phần 3 của cái uh, cái, cái cái diện tích của cái uh, khoang thì đấy là cấu trúc uh, glomeruloid và đây lại nhắc lại các anh chị đây là hình ảnh đặc trưng của ung thư uh, tuyến tiền liệt tại vì uh, không không có cái tổn thương lành tính mà uh, trong tuyến tiền liệt mà có hình ảnh glomeruloid và đây nữa các anh chị có thể thấy là gì các cái khoang uh, tuyến biểu mô tạo thành các cái khoang tuyến rộng và ở trong có một cái có một cái uh, cuộn thế vào biểu mô dính với lại uh, thành của cái bao phía bên ngoài thì đấy là cấu trúc glomeruloid và mình sẽ phân định đây là glisson 4 tiếp theo là các cái cấu trúc uh, của glisson 5 thì cái vi trường này thì các anh chị thấy ra là có cả listen 4. Các cái cấu trúc ống tuyến nối với nhau cái này là bốn 4. Nhưng mà mình sẽ thấy các cái dây tế bào đây. Có cái dây tế bào như thế này thì đấy là cấu trúc của listen 5. Như thế này thì cấu trúc nếu như mà đánh giá thế này thì cái này vừa có cấu trúc 4 và cấu trúc 5. Nhưng mà cấu trúc 4 có vẻ là nổi trội hơn với cấu trúc lòng ống rõ này. Còn những cái dây tế bào này thì đấy là Gleason 5 và thêm đánh giá điểm ấy thì là sẽ là gì 4 cộng 5 và tế bào Gleason 5 có thể biểu hiện dưới dạng là các cái tế bào đơn lẻ đơn lẻ tế bào đơn lẻ rời rạc đây rời rạc đây là không phải là lòng ống đây là không phải lòng ống mà là những cái tế bào u nhưng mà nó có hốc thì đấy là những cái tế bào u đơn lẻ và có xâm nhập vào mô đệm rõ các anh chị thấy là mô đệm ở đây và các cái tế bào u nó Uh, xâm nhập phân tán vào trong mô đệ xen kẽ dễ là cấu trúc tuyến lành thì nhắc lại là gì xâm nhập ở trong tuyến tiền liệt là gì mình có thể quan sát giữa hai cấu trúc tuyến lành mà lại có một cái đám tế bào hoặc là một cái tuyến bất thường xen vào đây thì đấy là hình ảnh cấu trúc xâm nhập một cái uh, những cái tổn thương độ cao thế này thì có thể là tỉnh cái, đặc điểm xâm nhập có thể không hữu ích nhiều mình nhìn thấy ung thư ngay nhưng những cái tổn thương Gleason 3 với những cái cấu trúc tuyến rõ, lòng ống rõ, biệt hóa cao mà lại có tính chất xâm nhập thì cái tính chất xâm nhập thì là cái hình ảnh mà có thể là là cứu cánh cho mình để phân biệt những cái tổn thương lành tính với một cái tổn thương uh, ác tính. Gleason 5 với cấu trúc đám đặc. Cái mẫu tiếp theo của Gleason 5 đấy là gì? tạo thành một cái đám đặc không có hình ảnh lòng ống và không có mô điểm chia cắt ở phía giữa thì đấy là cấu trúc đặc của Gleason 5 một cái mẫu mà cũng được xem là độ cao của Gleason 5 đấy là gì là có hoại tử Comedo là cái hoại tử thuần nhất cộng với những cái mạng nhân phân rã các anh chị nhớ là Comedo thì phải có hoại tử gọi là hoại tử bẩn này thì phải có cấu trúc là gì cấu trúc um, hoại tử màu hồng hoặc là dạng hạt ở đây rồi nhưng mà phải có các cái mạng nhân phân rã tại vì đôi khi là mình có thể nhầm với lại các cái đám chất nhầy do cái tế bào tuyến tiết ra thì nó sẽ không thể có các cái mạng nhân phân rã ở đây thì để giúp cho mình là, là chẩn đoán là thế nào là hoại tử comedo và khi đã có hoại tử comedo thì sẽ là Gleason 5 mặc dù ở đây là các anh chị sẽ thấy là cấu trúc dạng sàng nếu như không có comedo thì hoại tử Comedo thì là Gleason 4, nhưng mà khi có hoại tử Comedo thì nó chuyển thành Gleason 5. Thế vậy thì đấy là gì? Đấy là ba cái điểm phổ biến Gleason, 4, Gleason 3, Gleason 4 và Gleason 5 trong cái thang điểm uh, các cái mẫu của Gleason. Và trong thư, các anh chị nhớ là trong đánh giá uh, trên bệnh phẩm sinh thiết thì không không đánh giá điểm 1 và điểm 2 mà chỉ có từ ba trở lên. Vậy thì uh, các cái mẫu Gleason thì như thế thì người ta tính điểm Gleason như thế nào? thì trong sinh thiết kim thì đây là sơ đồ trong sinh thiết kim thì thông thường hiện nay là 12 kim và người ta có thể uh, đánh giá đánh số theo có thể là chữ số có thể là gì? Có thể là chữ Ờ, để mà gì giúp cho giúp cho mình biết được là vị trí nào u ở đâu có có vị trí co nào là có ác tính thì cái điểm Gleason ấy trong trong uh, sinh thiết kim ấy thì người ta sẽ tính nếu như mà chỉ có hai mẫu mô học thôi thì bao giờ cũng là gì như thông thường thôi là là điểm phổ biến nhất xong rồi điểm phổ biến thứ hai không phải bàn cãi Thế còn nếu như mà có ba mẫu mô học thì thì sẽ sẽ có một khác biệt một chút là không phải là mẫu phổ biến nhất, không phải là phổ, phổ biến nhất cộng với phổ biến thứ hai mà là uh, mẫu phổ biến nhất cộng với tiếp theo là mẫu mô học cao hơn trong cái hai trong hai cái độ mô học còn lại. Thì ví dụ như mà Gleason mà chỉ có hai mẫu thôi và Gleason 3 là 60%, Gleason 4 là 40% thì điểm Gleason mình sẽ có là gì? Phổ biến nhất là 3. Đây là 3 điểm và thứ hai là 4 với 40 Thế còn nếu như mà có vừa 3 vừa 4 vừa 5 như thế này và Gleason 3 60 thì nó sẽ là gì điểm đầu tiên Đấy. Thế còn Gleason 4 với Gleason 5 thì ở đây Gleason 5 thì trên là độ cao hơn Gleason 4 cho nên mình lấy 4 cộng với 5 3 cộng xin lỗi 3 cộng với 5 chứ không phải là lấy 3 cộng với 4 như là chỉ có, trong trường hợp chỉ có hai mẫu mô học thì đấy là cách đánh giá điểm Gleason trên sinh thiết kim và khi mà đánh giá điểm xong rồi thì mình sẽ có là gì thấp nhất thì trên sinh thiết kim nó sẽ là 6 điểm 6 điểm và hiện nay thì có rất nhiều là tranh cãi các anh chị có thể đọc các cái bài báo hoặc là thậm chí trên các cái channel của YouTube về ung thư tuyến tiền liệt thì rất là nhiều xu hướng hiện nay sẽ bỏ cái 3 cộng 3 ra khỏi ung thư tuyến mô biểu mô tuyến tiền liệt tại vì nó gây rất là nhiều cái gây rất là nhiều cái 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 over uh, cái điều trị quá mức hơn là cái hưởng lợi với 6 điểm 3 cộng 3 6 điểm bệnh nhân có thể hoàn toàn theo dõi mà không uh, hiện nay vẫn là chẩn đoán ung thư nhưng mà không cần phải với một cái kích thước mà giới hạn trong tuyến tiền liệt kích thước nhỏ thì bệnh nhân hoàn toàn có thể theo dõi mà không không cần phải điều trị thế cho nên là uh, người ta có xu hướng là gì xu hướng là loại bỏ cái 3 cộng 3 ra khỏi ung thư chẩn đoán là ung thư thế thì uh, cái khi mà cho điểm xong rồi thì người ta sẽ phân đổ phân nhóm 1, 2, 3, 4, 5 cái này thì theo ISOC thì là 6 điểm là độ 1, nhóm 1. 3 cộng 4 là 7 điểm thì nhóm 2. những 4 cộng 3 thì là nhóm 3. 4 cộng 8 điểm sẽ là nhóm 4. Và 9 điểm, 10 điểm thì sẽ là nhóm 5. Thì đấy là cách phân nhóm. Và những cái này các anh chị cũng phải cần ghi vào trong report, trong cái form kết quả của khi trả cho bệnh nhân. Tại vì những cái dữ liệu này sẽ sẽ là uh, rất là hữu ích và cho bác sĩ lâm sàng để đưa ra cái chiến lược điều trị cũng như là tiên lượng cho bệnh nhân. Thế thì trên sinh thiết kim ấy, thì mình cách tính cái cách mình tính cái cái diện tích u nó sẽ như thế nào, cách mình đo cái u nó sẽ như thế nào? thì trên sinh thiết kim thì các anh chỉ thể thấy cái việc mà mình sinh thiết ra một cái kim lõi kim có cái mô u không liên tục là cái thường gặp, tại vì cái mô u lúc nãy các anh chị biết là thường là ở vùng ngoại vi đấy, và vùng ngoại vi nó có thể đi theo cái bờ uh, cái bờ viền cong của cái vùng ngoại vi, trong khi đấy kim thì mình sẽ đi thông thường là là mình sẽ đi một cái đường kim thẳng, vậy cho nên mình có thể là lấy hai đầu của cái mô u thôi, còn đoạn giữa thì mình lại bỏ qua, thế cho nên là việc khi mà đo kích thước ở trên sinh thiết kim nếu như mà mô u liên tục thì không nói là gì? Đấy. thì mình đo rất là ví dụ khi co a này 12 mm mà không có gián đoạn Đấy. thì vẫn là 12 mm nhưng mà cái co b này thì với hai cái vùng u một cái rất là dài một cái là ngắn hơn nhưng mà giữa này vẫn có một cái khoảng mất liên tục mình vẫn đo là gì đầu này đến đầu này để ra 12 mm và một trường hợp nữa là gì một cái phần u rất là nhỏ gián đoạn một cái phần lớn với mô đệm hoặc là tuyến thì liệt lành sau đấy lại một ổ nhỏ của mu u nữa thì mình vẫn đo là từ khoảng cách từ cái tổn thương này đến tổn thương này chứ không lấy để tính phần trăm bởi thì mình không 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 tính tỷ lệ u trên co thì mình không tính là gì là cộng ở đây ví dụ như 2 mm xong đây 3 mm cộng lại là uh, 5 mm mà mình phải đo từ đây đến đây với khoảng cách bao nhiêu thì mình sẽ nói là gì cái co này cái mô u chiếm là gì? 12 mm trên 20 mm chứ không phải là 5 mm trên 20 mm thì đấy là cái lưu ý mà để mà mình đo ở trên 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 ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra mình có thể nốt vào cho uh, trong 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 cái phiếu kết quả đấy là gì MU mất 12 mm nhưng mà mất liên tục. Một cái uh, một cái đánh giá nữa đấy là gì khi mà các cái co này thì với một co thì mô u chỉ chiếm chín nhưng mà trên cùng một vị trí và như thế này ấy, thì là khi mà mình tính phần trăm u ấy, thì đây chín mươi của cái co này nhưng mà tính tổng ra ấy, thì trên sáu co này thì chỉ gì là mô u chỉ chiếm 15% Đấy. tương tự thì những cái mà tổn thương mà phân mạnh hơn nữa thì cái việc đánh giá cũng là tương tự mình sẽ gộp cái phần mô u với lại tất cả cái phần uh, co còn lại để mà mình đánh giá cái phần trăm của mũ thì đấy là gì đấy là các cái mẫu uh, các cái mẫu mô học rồi cách đánh giá điểm người cách uh, uh, cách tính cái uh, chiều dài u và tỷ lệ u ở trên sinh thiết kim và một số cái lưu ý ở trên trên xích tiết kim là có những cái tổn thương lành tính nhưng mà vì nhưng mà vì mình chỉ lấy được cái kim mà có thể cắt qua một đoạn thôi chứ không phải lấy được trọn cái cấu trúc tiểu thủy như thế này thì là mình cần lưu ý là có thể là dẫn đến những cái chẩn đoán uh, chẩn đoán quá mức ví dụ như là như thế này thì mình có thể là nếu cái kim đi qua đây thì mình chỉ lấy được ba cái ổ tuyến này chẳng hạn. Đấy, như vậy là gì nó cũng có cấu trúc khá là giống với Gleason 3. Đấy mà mình uh, không thấy không thấy được cái cấu trúc tiểu thùy như thế này của teo. thì các anh chị lưu ý là là cái việc khai thác thêm các cái lát cắt đồng thời là đánh giá thêm nhiều tiêu chí có tế bào đáy hay không, có tính chất xâm nhập hay không, có các cái đặc điểm gợi ý khác về ung thư hay không để mà mình đưa ra cái chẩn đoán nếu cần thiết thì cái việc uh, sử dụng hóa mô miễn dịch để đánh giá cái lớp tế bào đáy là cái việc cần thiết uh, trong sinh thiết kim trong một cái bệnh phẩm mà uh, thớp hay còn gọi là uh, bệnh phẩm mà phẫu thuật nội soi qua đường niệu đạo là cái bệnh phẩm lớn hơn cái mảnh bệnh phẩm lớn hơn hoặc là bệnh phẩm phẫu thuật tuyến tiền liệt một phần hoặc toàn bộ thì việc đánh giá nó rất là dễ dàng như thế này mình có thể thấy các cái cấu trúc tiểu thủy hoàn toàn không thấy hình ảnh xâm nhập các cái tế bào là gì giảm kích thước vẫn còn duy trì tế bào này thì đấy là rất rõ ràng trong việc chẩn đoán uh, tổn thương lành tính ở trên bệnh phẩm lớn nhưng mà trên sinh thiết thì không phải lúc nào cũng vậy đôi khi mình chỉ thấy ba cái tuyến thôi thì vậy nên nhận định thêm cái tuyến này nó là lành tính hay ác tính thì mình cần lưu ý là cần loại trừ những cái tổn thương lành tính bằng cách là gì khai thác nhiều mảnh cắt sử dụng các cái tiêu chuẩn chính và tiêu chuẩn phụ để mà định hướng xem là liệu khả năng cái ổ tuyến không điện hình đấy là ung thư hay không và việc sử dụng các cái hóa hai các cái dấu ấn hóa mô miễn dịch để đánh giá là tế bào biểu mô và còn hay không còn tế bào đáy là rất là cần thiết một tiếp theo một hình thức teo tiếp theo là teo bán phần thì khác với hình thức teo thông thường này thì là teo vẫn giữ cấu trúc tiểu thùy và tế bào này nó bào tương nó thấp dẹt thường là gì dơ hơn nhưng còn cái teo mà teo bán phần ấy thì cái cấu trúc tuyến ấy, của nó là bào cái tế bào biểu mô nó lại cấu trúc tuyến là thường có cấu trúc tuyến nhỏ và cấu trúc tuyến nhỏ này làm cho mình có thể nhầm đến cái glycogen 3 nhưng mà bào tương của nó thì nhạt màu và đâu đấy vẫn nhìn thấy là tế bào đấy. Và một cái đặc điểm nữa là vẫn là gì? Giữ cái cấu trúc tiểu thùy, các cái cổ tuyến này co cụm với nhau tạo hành hình ảnh tiểu thùy. Chứ không vươn xa, không vươn vào những cái tiểu thùy kế cận, không đi vào những cái môn đệm kế cận. Đấy là hình ảnh cấu trúc xâm nhập. Còn đây là hình ảnh teo bán phần và thông thường ấy thì có thể đứng cạnh những cái cấu trúc teo bên cạnh đây là một cái teo thông thường đây là cấu trúc teo bản phần một cái hình ảnh một cái hình thái tiếp theo nữa của teo đấy là quá sản sau teo thì quá sản sau teo thì lại cấu trúc là gì <laughs> tăng sinh các cái hình ảnh tuyến nhỏ thông và có thể gặp là một số cái ống tuyến giãn ở trung tâm đấy. thế thì đây là một cái hình ảnh mà lấy trọn được cái tiểu thùy này thì mình có thể dễ dàng trong chẩn đoán là teo uh, bán phần cấu trúc tuyến cũng là cấu trúc tuyến nhỏ cấu trúc tuyến nhỏ và gì tế bào ưa kiềm hơn nhưng mà nếu như mà một cái chỉ kim mà chỉ lấy cho mình được một phần thôi thì đôi khi cũng là gây trở ngại cho việc chẩn đoán thì cũng như tương tự như đánh giá trong teo uh, thông thường và teo bán phần việc đánh giá cấu trúc tiểu thùy hình ảnh xâm nhập hay không và còn hay không còn tế bào đáy thì là những cái dấu hiệu mà giúp mình định hướng trong cái chẩn đoán là lành tính hay là ác tính. Một số những cái tổn thương nữa đấy là gì uh, adenosis thì cũng adenosis thì gặp trong rất là nhiều nhiều cơ quan khác nhau, mình đặc biệt ví dụ như là vú chẳng hạn. Thế thì adenosis là là tăng sinh các cái cấu trúc tuyến. Đấy. và ở đây các anh chị thấy là gì, cấu trúc tuyến này cũng rất là nhỏ nhìn không không khác nhiều so với Gleason 3 nhưng mà đâu đấy mình có thể nhận ra được là có tế bào đáy đâu đấy mình đã nhận ra được tế bào đáy một trong những nguyên tắc Và khi đọc tuyến tiền liệt nếu như hai nếu như hai nếu như hai cái, cái tuyến mà gần như là tính chất tế bào như nhau Vậy, ví dụ tuyến này với tuyến này là tính chất tế bào như nhau các anh chị sẽ thấy là gì về mặt kích thước để bào tương, này nhân nó tương tự nhau nhưng mà ví giả sử như những cái tuyến này mình không thấy vào thấy tế bào đáy nhưng mà cái tuyến này mình thấy tế bào đáy thì mình tức là mình có thể giải thích được cái tuyến này là tuyến lành tính đây tế bào đáy ở phía dưới đây thì những cái tuyến này mình sẽ sẽ xu hướng chẩn đoán của nó là gì là lành tính tức là trong một cái đám tuyến như vậy nếu như mà có thể giải thích một cái cụm tuyến nào để mình giải thích được đấy là lành tính thì cái tổn thường đấy là mình sẽ thiên về lành tính hơn là mình đi giải thích theo chiều hướng nó là ác tính thì đấy là một trong nguyên tắc để mà mình trần đoán uh, bệnh lý tuyến tiền liệt thì các anh chị thấy đây là nhiều nhiều cái cấu trúc tuyến nhỏ không điển hình và một cái đặc điểm là mô đệm ở đây các anh chị thấy rất là đặc biệt rất là nhiều cái sợi sơ mà hạt nhân rõ uh, nhân rõ thì đấy là cái đặc điểm trong cái uh, bệnh tuyến sơ hỏa không nhầm với cái ung thư mà Gleason 3 ở đây thứ nhất là mình sẽ tìm thấy những cái tuyến mà có tế bào đáy thứ hai nữa là uh, đặc điểm về mô đệm còn nếu như một trên co rộng ấy, thì mình sẽ thấy là cái ranh giới cái tổn thương này là rõ chứ không phải là ranh giới trong cái tổn như là tổn thương hình ảnh xâm nhập ở trong uh, ung thư của người 3 thì đây dùng vật kính lớn hơn các anh chị sẽ thấy một cái bờ tổn thương rất là rõ đây đấy một cái bờ tổn thương rất là rõ mặc dù cấu trúc tuyến là tuyến nhỏ nhưng mà vật kính nhỏ là mình có thể quan sát được à vì sao mình phải trong trên chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt thì bắt buộc phải quan sát được vật kính nhỏ trước như thế này thì đầu tiên bao giờ là gì quan sát thấy là gì cấu trúc tiểu thủy và không hề thấy là cảm nhận như thế là nó lan ra phía ngoài này Để mật trong khi đấy mật độ ở đây rất là dày đặc nhưng mà ranh giới thì khá rõ thì cảm nhận đầu tiên của mình sẽ là gợi ý đến cái tổn thương uh, lành tính. Còn nếu như mà mình dùng ở vật kính nhỏ ngay từ đầu, lập tức có thể là ám thị trong 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 quá trình mình chẩn đoán đấy là cái tổn thương ác tính. Đây, một số cái đặc điểm của adenoiditis nữa đây. đây. Các cái cấu trúc tuyến nhỏ tăng sinh với mật độ khá cao, khá cao và uh, mình vẫn phải đi đi tìm những cái hình ảnh tuyến mà có tế bào đáy đồng thời là, là là nhìn xem cấu trúc của nó là không có tính chất xâm nhập. Và các anh chị sẽ thấy là gì cái bờ của adenoid nó sẽ là mấp mô mấp mô thông thường là như vậy chứ không sắc nét như là cái hình ảnh Gleason 3 như uh, mình chỉ ban nãy. Đấy cái bờ của anh chị thấy là gì? Bào tương nó nhấp nhô chứ không phải là một cái bờ sắc nét gọn gàng như là cái tuyến của uh, Gleason 3. Quá sản tế bào đáy thì cái này thì thiếu mất cái hình ảnh HE, nhưng mà uh, có nhiều cái ổ quá sản tế bào đáy thì uh, có thể nhầm lẫn với lại Gleason 3 vì là các cái tuyến nhỏ, hình ảnh các cái tuyến nhỏ và cấu trúc lòng ống, nhưng mà vẫn là gì cấu trúc tạo thành một cái tiểu thủy trong trường hợp khó khăn thì mình có thể phải là gì nhuộm với CK 5 trên 6 để xem là uh, còn hay không còn tế bào đáy và đây là bộc lộ toàn tế bào đáy thậm chỉ còn không còn tế bào biểu mô thì đấy là những cái hình ảnh mà trên sinh tiết kim có thể gây khó khăn cho mình trong việc chẩn đoán ngoài đấy là những cái mà thường gặp thôi ngoài ra thì nhiều cái hình ảnh tổn thương khác mà có thể gây nhầm lẫn với ung thư như là quá sản uh, tuyến trung thận hoặc là uh, một số cái vị trí mà sinh thiết vào cái đường dẫn tinh vân vân thì trong dịp nào đấy có thời gian thì uh, sẽ trao đổi với các anh chị sau và trong trong đánh giá ung thư tuyến tiền liệt thì tiếp theo là mình phải có nhận định những cái hình ảnh tổn thương hình ảnh uh, mô bệnh học mà có giá trị trong tiên lượng đấy là thứ nhất là xâm nhập mạch xâm nhập mạch thì đây là các anh chị thấy là gì đây là ổ tế bào ung thư và đây là một cái mạch Đấy. thì đây là hình ảnh mà mà và thông thường ấy thông thường ấy đôi khi là có thể là trong quá trình cắt nhuộm có thể gây co mô và đôi khi gây ra cho mình hình ảnh giả dạ, uh, xâm nhập mạch nhưng mà thông thường hình ảnh xâm nhập mạch thì phải có nhận định là có tế bào nội mô lợp ở trên là một thứ hai nữa là mạch thông thường ấy thì khi một cái vùng nào có mạch thì mình sẽ thấy là gì một vài cái mạch xung quanh chứ còn nếu như các anh chị thấy chỉ có một ổ trống trơn nằm giữa này thôi chẳng hạn thì từ 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 và mình phải khai thác tiếp theo các cái mảnh cắt tiếp theo để đánh giá xem liệu là có xâm nhập mạch thực sự hay không và xâm nhập thần kinh thì xâm nhập quanh thần kinh là cái dấu hiệu cũng là tiên lượng cho ung thư tuyến tiền liệt mà mình có thể quan sát được và cũng cần phải ghi vào trong trong phiếu kết quả một cái uh, tổn thương mô bệnh học mà cũng có giá trị trong tiên lượng đấy là các sinom nổi ống các sinom nổi ống thì đây là một cái tổn thương khá là uh, đặc biệt trong cái ung thư tuyến tiền liệt thì các anh chị sẽ thấy là gì thường là cái 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 việc tăng sinh nội mô nội ống mà tăng sinh mà tạo ra tính các cái cấu trúc chia nhánh như này đây là một nhánh đây là một nhánh và làm mở rộng cái lòng ống ra đấy. và ngoài này mình có thể quan sát được là lớp tế bào đáy đấy. thì đấy là, là 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 hình ảnh của uh, ung thư nội ống và thông thường trong ung thư nội ống ấy thì thường có thể là quan sát hai hai cái quần thể tế bào ở ngoại vi này thì nhân nó lớn hơn là ở phía ở trong và đôi khi là nhân có thể gấp 4 đến 6 lần cái tế bào biểu mô bình thường. Và đây là một cái dấu hiệu mà cũng là ung thư Gleason và thông thường ấy thì là ung thư nội ống thì trong ung thư tuyến tiền liệt thường đi kèm với những cái tổn thương độ cao. Đấy, chứ ít khi mà chỉ có cái listen 3 xong lại có ung thư ở nội ống vì cái người ta đã chứng minh là gì ờ, cái giả thuyết là ung thư nội ống chính là cái việc ung thư xâm nhập mà phát triển xong, xâm nhập qua lòng ống sau đấy phát triển ở trong lòng ống đấy, cho nên là thường là gì đi cuộc kèm với một cái tổn thương độ cao và với những cái tổn thương ung thư xâm nhập mà có cái thành phần nội ống thì cái việc tiên lượng tái phát nó lại kém hơn là là những cái mà không có mặt của cái ung thư nội ống vậy cho nên có hay không có ung thư nội ống là cần phải được nốt vào trong cái phiếu kết quả một số hình ảnh mà có thể chứng minh là uh, xâm nhập ngoài tuyến tiền liệt thì xâm nhập ngoài tuyến tiền liệt trên sinh thiết kim là hình ảnh mình xâm thấy vào xâm nhập vào mô mỡ mô mỡ Đấy. thì đấy là một cái hình ảnh để chứng minh là gì là uh, cái mô ung thư đã xâm nhấn ra ngoài cái vỏ sơ của tuyến tiền liệt và ra phía ngoài chứ không còn giới hạn ở trong cái tuyến tiền liệt tại vì trong tuyến tiền liệt không có mô mỡ chứ còn cái việc đánh giá xem là đôi khi mình thấy là xâm nhập vào cơ vân nhưng mà cơ vân thì không chắc chắn đấy là tổn thương ở ngoài tuyến tiền liệt tại vì phía đáy của cái phía 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 đỉnh cuối tuyến tiền liệt sẽ làm có cái các cái bó sợi cơ cơ vân ở trong cái vùng đấy cho nên mình không khi mà xâm nhập cơ vân thì không đánh giá được là ngoài tuyến tiền liệt nhưng mà xâm nhập mô mỡ thì mình có thể khẳng định được đấy là xâm nhập ngoài tuyến tiền liệt ấy thì đấy là những cái hình ảnh mà vi thể có giá trị trong tiên lượng và cần phải đánh giá và ghi vào phiếu kết quả trên bình phẩm sinh thiết kim. thì đây là xin giới thiệu với anh chị là uh, cách thức xử lý tiếp nhận và xử lý cũng như là phân tích đánh giá kết quả ở trên uh, sinh thiết 12 co tại bệnh viện E. thì thông thường là các cái mỗi co này sẽ để trong một cái ống, ống riêng lẻ, một cái ống riêng lẻ. Tại vì nếu để chung thì chắc chắn là mình không thể phân biệt được là đâu là một, đâu là hai, đâu là ba. Bắt buộc phải để trong 12 lọ riêng lẻ. Và trên đấy thì phải có ghi tên rõ ràng. Kèm theo một cái phiếu chỉ định gồm có thông tin về PSA và thông tin về uh, đặc điểm của uh, tổn thương trên chẩn đoán hình ảnh. Đấy là những cái thông tin cần thiết. Trong trường hợp không có thì mình cũng cần phải khai thác. Um, trao đổi với bác sĩ lâm sàng trao đổi với bác sĩ chẩn đoán hình ảnh để đưa ra có những cái thông tin cần thiết phục vụ trong quá trình chẩn đoán và <laughs> trên sinh thiết như vậy ấy, thì sau khi sinh thiết như vậy sau khi tiếp nhận ấy, thì các cái mẫu này sẽ để trong cassette mà có cái tấm lót tại vì những cái mảnh này cực kỳ dễ tổn thương trong quá trình thao tác nếu như mà mình và rất là nhỏ nếu như mà mình không có cái để mút lót thì trong quá trình chuyển lắc thì chắc chắn là nó sẽ xê dịch đồng thời là nó sẽ đứt đứt các cái co này làm rất khó khăn rất là nhiều trong việc nhận định về sau và yêu cầu là phải đặt theo thứ tự yêu cầu đặt theo thứ tự đấy. của khi và sau đấy là phải nốt lại đâu là vị trí một đâu là vị trí hai và để mà uh, quá trình tiếp theo mình phải Ví dụ đây là quá trình đặt vào Cassette để cố định nhưng sau đấy để sau nhưng mà khi mà trong quá trình mà đúc chẳng hạn đây là quá trình chuyển để phục vụ quá trình chuyển thế còn đúc chẳng hạn thì mình cũng phải biết được là con nào đặt vị trí nào giống y hệt như khi mà khi mà trong quá trình uh, chuyển thì cũng có thể trong một số trường hợp là ở Việt Nam có thể sử dụng cái phóc môn mà có hòa với lại uh, euzin để giúp cho việc là quan sát rõ hơn cái ừ. quan sát rõ hơn cái máy dễ dàng trong cái việc gắp bệnh phẩm ra uh, ra trong cassette nào, nào. và sau khi mà sau khi mà uh, cắt ra khối nến này thì các anh chị sẽ thấy là gì trên này với cái này khối nến này là không có cái 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 eu uh, cho nên là khó quan sát nhưng mà khi mà có eu thì mình có thể quan sát các cái sợi đỏ ở đây và thông thường là gì thông thường là mỗi ít nhất là mỗi block sẽ cắt ra hai mức hai mức khác nhau và trên này trên này là uh, một tiêu bản thì sẽ thấy sẽ lấy hai lát cắt ít hai lát cắt và bắt buộc là ít nhất là hai tiêu bản trên một block và đánh số và khi quá trình mà các anh chị kỹ thuật viên ở đây thông thường sẽ đục một cái lỗ để biết được là Mạnh này là theo cái cái chiều đặt là ví dụ như đây là một hai ba thì thông thường là cái chiều bắt đầu khởi đầu này sẽ có đục một cái lỗ nhỏ và trên này thì các anh chị sẽ thấy đây đây cũng đục một cái lỗ nhỏ đục một cái lỗ nhỏ để để mình biết được là uh, cái mảnh khởi đầu mảnh bắt đầu của nó là mảnh nào và sau đấy là phải đánh số, đánh số để mình không thể đọc nhầm từ co này sang co khác. ở đây là một cái form kết quả mà để trả cho bệnh nhân vì là uh, cái file word mà cái bắt buộc phải co chữ để trên một cái hàng cho nên là nhìn nó nhỏ này mà zoom lên thì các anh chị sẽ thấy là gì ở đây sẽ có là họ tên bệnh nhân, tuổi và đây có một cái sơ đồ sinh thiết có thông tin về PSA có thông tin về MRI và trong quá trình làm cái này ấy, thì bao giờ cũng phải đo co thứ nhất là dài bao nhiêu co thứ hai dài bao nhiêu thì bắt buộc phải đo và các cái thông tin này cũng sẽ cự hiện phải có trên cái mã trên trên cái thông tin đại thể Đấy là co thứ nhất là dài bao nhiêu và để vào khối nến nào co thứ hai dài bao nhiêu để vào khối nến nhà và thậm chí là khi mà cái co mà bị phân mạnh thì mình cũng có thể nốt lên ở trên cái bước làm đại thể là cái co này là đã bị phân mạnh ngay từ cái khi mà mình tiếp nhận chứ không phải là quá trình mình chuyển đúc về sau là mình làm phân mạnh của bệnh nhân mà là mình nốt vào co này là bị 1 mm cộng 12 mm và để vào khối đến nào thì đấy là gì đấy là những cái toàn bộ cái thông tin mà mình khai thác được trên trên hình ảnh đại thể thì đều hiển thị ở trên cái phiếu kết quả và tiếp theo thì kết quả thì mình xử lý như thế nào kết quả là cần đánh giá vi thể ở cho từng co và uh, ung thư hay không ung thư và ung thư thì cái độ mô học uh, cái điểm Gleason như thế nào phần trăm bao nhiêu thì đều ghi ở trên uh, từng co một và có những cái cấu trúc ví dụ cấu trúc mắt sàng có hay không rồi ung thư nội ống có hay không thì và xâm nhập mạch có hay không xâm nhập thần kinh có hay không Đấy, ví dụ như co này là co thuộc 8 chẳng hạn là có xâm nhập quanh thần kinh u có xâm nhập quanh thần kinh vì như ở đây cũng có u xâm nhập thanh thần kinh vì co này thì không có u xâm nhập thanh kinh tính. tức là tất cả cái dấu hiệu mô học mà mình có thể quan sát được trên con nào thì đều ghi ra mô tả thế này và cuối cùng là có một cái bảng tổng hợp có một bảng tổng hợp cái Gleason score bao nhiêu nhóm nào và có thành phần nội ống hay không như trường hợp này là sẽ có thành phần nội ống như đây là không biết là con nào có thành phần nội ống đây yêu con năm là có thành phần nội ống và có u xâm nhập quanh thần kinh u xâm lấn mô mỡ ngoài tuyến tiền liệt thì đấy là những cái thông tin mà cần phải uh, hiện hiển thị trên phiếu kết quả. Và đây là tip U rồi phân nhóm theo ờ uh, Gleason score, phần trăm phần trăm u độ cao là u được xác định là độ 4 độ 5 ấy, mẫu 4 mẫu 5 thì là bao nhiêu phần trăm. Cấu trúc mắt sàng có hay không. Đấy. Và uh, số co là số co... Co có ung thư là bao nhiêu ví dụ như đây là cái trường hợp mà khối u khá lớn khi mà 12 hai co đều là có ung thư có ung thư nội ống có xâm nhập quanh thần kinh hay không và có xâm nhập mạch hay không và có xâm nhập quanh tuyến tiền liệt hay không thì đây là một cái phiếu trả lời kết quả à, bệnh viện e qua giải phẫu bệnh bệnh viện e áp dụng cho chẩn đoán 12 hai co thì các anh chỉ có thể sử dụng để khám khảo thì đây là toàn bộ cái phần trình bày mà uh, Trung muốn trao đổi với các anh chị trong cái buổi hôm nay về uh, nhận định, chẩn đoán, nhận định, đánh giá điểm Gleason Core, license Score và uh, cái mẫu kết quả trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt 12 co thì toàn bộ nội dung trình bày thì đến đây là kết thúc thì không biết các anh chị có câu hỏi gì không thời gian có thể không 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 còn nhiều thì trong trường hợp nếu như các anh chị uh, mà có câu hỏi gì các anh chị có thể gửi mail và Trung có thể giải đáp qua email uh, cho các anh chị thì đây là một cái bài cũng là uh, như nói từ trước thì đấy là khá là uh, tổng quan thôi chứ không 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 không, không có những cái uh, quá là chi tiết thì nếu như mà sau này có cái thời lượng cũng như có dịp thì sẽ trình bày với các anh chị những cái uh, sâu hơn trong khi chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt những cái tiếp đặc biệt hoặc là những cái bẫy trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt rồi uh, uh, những cái đặc điểm khác biệt trong cái chẩn đoán ung thư tuyến liệt trên sinh thiết à, hiện hiện nay thì trong bốc sát thì có một câu hỏi đấy là uh... Dr. Adenocarcinoma thì có phân theo glioma không ạ? Và anh có thể chia sẻ kinh nghiệm để chẩn đoán những trường hợp form carcinoma không ạ?